Xin chào các bạn và các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu khi nào nên dùng at the beginning và khi nào nên dùng in the beginning. Ok, đầu tiên chúng ta có at the beginning để dùng để nói về thời điểm bắt đầu của một cái thứ gì đó. Và in the beginning nó dùng để so sánh hai cái tình huống gì đó. Lấy ví dụ, chúng ta có at the beginning of the class, the teacher always tells a little story. Câu này có nghĩa là lúc bắt đầu cái buổi học thì giáo viên thì lúc nào cũng kể một cái câu chuyện nhỏ. Thì chúng ta có at the beginning thường đi với từ of để nói là thời điểm bắt đầu của cái lớp học đó ha. Và chúng ta có câu in the beginning, nobody understood what was happening, but after the teacher explained everything carefully, things were much clearer. Câu này có nghĩa là lúc mới bắt đầu, dịch sao cũng được ha, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà sau khi cái người giáo viên giải thích tất cả mọi thứ một cách cẩn thận thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thì chúng ta có thể ở đây thấy là in the beginning nó so sánh giữa cái lúc đầu là không ai hiểu và so sánh cái lúc sau là mọi thứ nó đã rõ ràng đó, bởi vì giáo viên đã giải thích cẩn thận ha. Đấy, thì chúng ta có thể thấy được đó là at the beginning thường đi với of ha, và nó không có gì so sánh cả, nó chỉ nói một thứ thôi. Ok, next chúng ta có một ví dụ nữa, đó là at the beginning of the year, vào đầu năm thì chúng tôi thường đi đến một cái ngôi chùa. Thì đây là nói bắt đầu một năm mới nào đó, thì đó là nó là bắt đầu của một năm. Và một câu khác nữa là in the beginning he had very little money, but after one year start off, he's very rich now. Câu này có nghĩa là lúc mới đầu thì ông ấy rất là ít tiền, nhưng mà sau một năm khởi nghiệp thì anh ấy bây giờ rất là giàu. Thì ở đây chúng ta có thấy so sánh giữa và cái lúc mà mới ít tiền và so sánh với cái lúc mà bây giờ là anh ấy rất là giàu đó. Ok, thì hy vọng qua video này mọi người sẽ hiểu được khi nào dùng at the beginning và in the beginning. Nếu các bạn và các em thấy video này hữu ích thì hãy cho thầy một like, một share và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của thầy nha. Xin chào.